Thưa quý vị, với chủ đề đồng hành với sinh viên khởi nghiệp, lập nghiệp, thời gian qua chương trình công tác hội và phong trào sinh viên tại Đà Nẵng đã từng bước đi vào chiều sâu, phát huy tiềm năng nguồn lực sáng tạo trong sinh viên, từng bước khẳng định vai trò, vị thế và sự quan tâm của tổ chức hội sinh viên thành phố Đà Nẵng đến hội viên sinh viên tại địa phương. Phóng sự được thực hiện nhân kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống học sinh sinh viên và hội sinh viên Việt Nam, ngày 9 tháng 1 năm 1950, ngày 9 tháng 1 năm 2022. Xuyên suốt trong thời gian qua, các hoạt động hỗ trợ đồng hành sinh viên khởi nghiệp, lập nghiệp đã được các cấp bộ hội sinh viên duy trì và đẩy mạnh thông qua nhiều chương trình thiết thực hiệu quả. Trong đó nổi bật là các cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong sinh viên, tổ chức hành trình học sinh trung học phổ thông với tinh thần khởi nghiệp, chuyến xe hành trình đổi mới tư duy, triển khai cuộc vận động mỗi sinh viên một ý tưởng sáng tạo, chuỗi video khởi nghiệp cùng thanh niên Đà Nẵng trên các phương tiện thông tin đại chúng. Qua đó, góp phần lan tỏa và truyền cảm hứng về khởi nghiệp trong thanh niên sinh viên. Chúng tôi thấy rằng đây là một cái dự án hết sức có ý nghĩa và thiết thực. Ở đó thì chúng tôi có cái cơ hội để mà có thể truyền tải được đến cho tất cả các bạn đoàn viên thanh niên của thành phố về những hình ảnh của những cái bạn cựu sinh viên sau khi đã tốt nghiệp ra trường, thì các bạn có ấp ủ những cái ước mơ hoài bão và những cái dự án khởi nghiệp của mình, và các bạn đã thành công, và từ đó thì có thể truyền được những cảm hứng cũng như những cái năng lượng tích cực đến những bạn sinh viên đang ngồi trên ghế nhà trường. Đặc biệt trong giai đoạn dịch bệnh diễn biến phức tạp, hội sinh viên thành phố vẫn nỗ lực duy trì các sân chơi trực tuyến về khởi nghiệp cho sinh viên, các diễn đàn thanh niên, sinh viên khởi nghiệp, kết nối các dự án tiềm năng của sinh viên đến với Sở Khoa học và Công nghệ, vừa nguyên doanh nghiệp thành phố để tiếp tục hoàn thiện ý tưởng trong thực tế. Vấn đề khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là một trong những cái vấn đề mà hiện nay được rất là được quan tâm tại Việt Nam, và nhất là trong bối cảnh mà quốc gia thì đang hội nhập mạnh mẽ với nền kinh tế thế giới. Và đối với cá nhân em thì cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Light of Your Creativity thì đã mang lại cho em một cái cơ hội để có thể thỏa sức sáng tạo cũng như là trình bày những cái ý tưởng của mình với ban giám khảo và có thể nhận được những đóng góp ý kiến và cải thiện dự án của mình về sau. Có thể nói, mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, hội sinh viên các cấp tại Đà Nẵng đã triển khai tích cực, trách nhiệm với nhiều cách làm mới, sáng tạo gắn với chủ đề đồng hành với sinh viên khởi nghiệp, lập nghiệp, qua đó góp phần phát huy, quảng bá hình ảnh của tổ chức hội tới hội viên, sinh viên và xã hội. Hội sinh viên thành phố cũng đã phối hợp với nhiều hơn nữa với lại các sở, đặc biệt là Sở Khoa học Công nghệ, với các trung tâm khởi nghiệp của thành phố, đặc biệt là các quỹ khởi nghiệp của thành phố. Thì qua đó thì sẽ góp phần cho tạo nên một sân chơi cho các bạn đoàn viên, sinh viên trên địa bàn thành phố. Cái thứ hai nữa là sẽ hỗ trợ được những dự án khởi nghiệp startup để các bạn thực hiện hóa, ý tưởng hóa các khởi nghiệp đó. Và thứ ba nữa là tìm kiếm những cái sản phẩm khởi nghiệp đi vào thực tế của đời sống, giúp cho các bạn được sinh viên cũng như các bạn đoàn viên có vấn đề khởi nghiệp tốt hơn và có đem lại hiệu quả giá trị kinh tế cho xã hội và cho địa phương. Tiếp tục triển khai các mô hình giải pháp mới, sáng tạo nhằm đồng hành cùng sinh viên trong khởi nghiệp, lập nghiệp vẫn sẽ là nội dung trọng tâm được hội sinh viên thành phố đẩy mạnh trong thời gian tới, gắn với yêu cầu về hội nhập quốc tế và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong thời kỳ 4.0.